Dạ, con xin kính chào quý cô chú anh chị đã đến với video mới nhất của kênh LTK Bonsai. Thì hôm nay kênh trở lại nhà vườn của nhà vườn Kiều Trang thì giao lưu đến quý cô chú anh chị mình một lô cây kiểng mới ha. Thì cũng có gừa, bông giấy, cóc và vú sữa. Có cây sa ri đẹp nha quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị mình xem clip chọn cây nào thì mình gọi điện với nhà vườn để được giao lưu ha. Giờ gặp anh Tèo. Chào anh Tèo ơi. Rồi anh chào Tính. Dạ em chào kênh LTK Bonsai, chào tất cả cô chú anh chị gần xa. Nay nhà vườn Kiều Trang có về một số cây để giao lưu cùng với cô chú và anh chị, rất mong sự ủng hộ cô chú anh chị gần xa ủng hộ cho nhà vườn Kiều Trang ha. Thì nhà vườn Kiều Trang là ở cụm khu công nghiệp thị trấn Cá Tàu Hạ, Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Rồi em mời cô chú anh chị vào cây số 1 nha. Cây số 1 em lên cây hoa giấy. Cây này sắc pháo một màu nghe cô chú và anh chị. Dương vô với tôi nè. Đó, cây này thì nói chung là cây đặc nha, cây không có bọng bể. Cây hàng đẹp đàng hoàng. Đó, mấy cây này anh chị về chơi bonsai thì ok ha. Cây này mình bao cho cô chú anh chị là cây đặc nha. Rồi, em xin đo cái chiều cao. Chiều cao nó được 70 nha cô chú anh chị. Dạ hoành thân vị trí này nó 32 33 tính cô chú anh chị 32 ha. Đó, cây thì bao cho anh chị là cây đẹp. Cây này thì không có bọng bể gì hết. Những cái cây mà nó có điểm thì em sẽ báo cho cô chú và anh chị được rõ. Rồi, cây mã số 1. Em đặt cho là 1E nha. Đó, cây 1E này giá 700k, em bao gồm cả phí ship cho cô chú anh chị toàn quốc 1E. Rồi tiếp theo là cây mã 2E. Cây mã 2 này á là nó có một cái form dáng bay bay, mình chơi bonsai là rất là đẹp nha anh chị. Cũng là sắc pháo một màu luôn. Đó. Cây thì tình trạng là hàng đẹp, không bọng, không bể, không lũa nha. Rồi em xin đo cái độ bay ha. Cái độ bay nó ra như vậy là được 84. Cái chiều cao nó như vậy là nó được 42. Hoành thân vị trí này nó 28. Cây mã số 2E. Cây này em xin giao lưu cùng quý cô chú anh chị gần xa là giá 500k. Em bao gồm cả phí ship cho cô chú anh chị toàn quốc ha. Số điện thoại nhà vườn là 077-288-67 và 67. Tất cả chi tiết mà cô chú anh chị chưa gõ thì kết bạn qua Zalo với em ha. Em gửi cho nó gõ chi tiết hơn. Rồi cây mã số 3E. Cây mã số 3E. Cây này là mình chơi phơm dù. Cây này cũng là cây đặc nha. Cây này không bọng không bể. Cây hàng đẹp. Đó. Cây thì anh chị quan sát ha. Da tơ nó lắng lứt luôn. Cây không có cái lỗi nào hết. Chiều cao nó được như vậy là 1m14. Phơm dù nha anh chị. Hoành thân vị trí này nó 23. Cây này là sắc pháo một màu. Cây này em bao cho cô chú anh chị là cây đẹp, không bọng không bể không lũa nha. Đó. Rồi cây mã số 3E là giá là 800k. Em bao gồm cả phí ship cho cô chú anh chị toàn quốc. Rồi tiếp theo là cây mã số 4E. Cây mã số 4E này á, là sắc pháo một màu. Cây này thì nó một cốt mà nó ba thân. Đó, anh chị về thích thì mình để như vậy mình chơi. Còn nếu mà mình không thích cái form này thì cô chú và anh chị cứ chỉnh dáng tạo thế lại giùm em ha. Rồi em xin đo cây mã số 4E. Chiều cao nó được như vậy là 1m22. Cây thì cây đặc, em bao hàng đẹp. Hoành thân vị trí này nó 41 mà em tính cho anh chị 40.
Tình trạng là cây đẹp nha, không bọng không bể, em bao cho cô chú và anh chị. Rồi cây mã số 4E, cây này em giao lưu cùng với cô chú anh chị là giá là 1.700.000, em bao gồm cả phí ship cho cô chú anh chị toàn quốc 1.700.000. Tiếp theo là cây mã 5E. Cây này một cốt phơm dù. Hàng đẹp nha anh chị. Cây này cây mã 5E. Rồi em xin đo cái thông số để cho anh chị quan sát cho rõ ha. Chiều cao nó được như vậy là 1m40. Hoành thân vị trí này nó 28. 28 hoành. Tình trạng là cây đẹp. Cây này một cốt lắc nhẹ lên trên phơm dù. Cây mã số 5E. Cây này em giao lưu cùng quý cô chú anh chị là giá là 1.800.000, em bao gồm cả phí ship cho cô chú anh chị toàn quốc ha, 1.800.000. Rồi tiếp theo là em lên cây mã số 6. 6 này là 6E. Cốc này là cốc hương, gọi là cốc xưa đó cô chú anh chị, chứ không phải cốc Thái nha. Cô chú và anh chị quan sát cái thằng cốc Thái với thằng cốc xưa nó khác nhau là cái điểm á, em cũng chỉ cho để cho cô chú anh chị quan sát luôn. Cái thằng cốc xưa cái da nó cốc cốc ha, cái da nó như vậy, nó không có láng ha. Đó. Còn cái thằng cốc Thái thì nó là da chăn nha, mình da chăn. Đó. Cốc này thì trái không bự mà không nhỏ, cốc hương. Còn cái thằng cốc cày á, thì trái mới bự, còn thằng cốc Thái á, thì trái nó nhỏ. Còn thằng này trái nó nhỏ nhỏ, trái nó chung chung thôi. Gọi là cốc hương, cốc xưa mình đó anh chị. Chiều cao em đo ở vị trí này nó được 56. Cây thì nhà vườn Kiều Trang từ xưa giờ bán là bao sống bao ship ha, cô chú anh chị cũng yên chí chơi. Rồi em xin đo cái hoành thân ở vị trí này để cho cô chú anh chị quan sát ha. Hoành thân nó được 59. 59 hoành, đế bỏ bốn mặt ha. Củ nở. Đó, mấy cây cốc xưa này nó dễ sống dữ lắm. Rồi cây mã số 6E là cây cốc hương. Cây này em xin giao lưu cùng quý cô chú và anh chị là giá là 1.000.000, em bao gồm cả phí ship cho cô chú anh chị toàn quốc. Rồi tiếp theo em mời cô chú anh chị, tiếp theo là cũng là cây cốc hương. Mà cây này nó bự dữ lắm luôn. Lăn nó ra đi. Lăn ra đi, lăn ra đi. Rồi cây này thì nó không lên được cái bàn quay. Rất mong cô chú anh chị theo camera quan sát để nhận xét giùm em. Cây này cũng là cây cốc hương ha. Đó, cây này thì nó bự dữ lắm, mình không lên nổi bằng quay nha. Đó, cây cốc hương thì cái trái mình ăn rất là ngon mà nó thơm. Trái thì nó không được bự, nó nhỏ. Rồi em xin đo cái chiều cao ha. Chiều cao nó được như vậy là 1m15. Chiều cao. Rồi em đo cái hoành thân để cho cô chú anh chị được quan sát ha. Hoành thân vị trí này nó 82. Cây này bự lắm anh chị, 82 hoành. Cái đường kính bầu để cho anh chị về biết mua cái chậu ha, 51. Cây thì nó cũng bỏ đế là đẹp. Đây, cô chú anh chị quan sát cái đọt giùm em ha. Cây nó rất là dễ sống ha. Đó. Rồi cây mã số 7E. Cây này em xin giao lưu cùng quý cô chú và anh chị là giá là 1.300.000, em bao gồm cả phí ship cho cô chú anh chị toàn quốc ha, 1.300.000. Cô chú anh chị cứ ở tại nhà, em có người mang cây tới nhà cho cô chú và anh chị. Rồi tiếp theo là cây mã số 8. Em mời cô chú và anh chị theo chân máy ha, camera để quan sát về cây mã số 8. Cây mã số 8 này là cây sori. Cây sori này thì nó một cốt dáng lắc rất đẹp nha cô chú và anh chị. Cây này là cây sori xưa. Cái trái thì nó tầm khoảng ngón tay cái mình ha. Đó, nó rất là sai. Mình vừa chơi bóng mát, chơi phơm bằng trà, có trái để bẻ, mình ngồi dưới mình bẻ mình ăn được luôn.
Bởi vì mấy cây này cô chú anh chị cũng thông cảm cho nhà vườn ha, bởi vì nó bự quá đó, mình không lên được cái bằng quay đó, thành thử ra thì có những điều chi mà nó chưa có được rõ thì cô chú anh chị kết bạn qua Zalo số điện thoại của em, em gửi cho nó gọi chi tiết hơn, là số điện thoại của em là 077 288 67 và 67. Rồi bây giờ em sẽ báo cái chiều cao trước đi ha. Chiều cao á là nó tầm khoảng 3 mét đó cô chú anh chị. Cái cây tre này nè là mình đo rồi là 3 mét. Đó. Chiều cao là 3 mét nha anh chị. Rồi, cây đẹp lắm. Rồi em xin đo cái thông số đi ha. Rồi có cái điểm này nữa em báo luôn cho cô chú anh chị được rõ. Mình có những cái chi tiết mình phải báo trực kỹ để cho anh chị được hình dung. Em đo hoành thân vị trí này nó 74 hoành. Rồi đường thân thì nó cạnh khến ha, đế nó rất đẹp. Đó. Thân thì sari là khỏi nói rồi, nó sắn nó rất là đẹp. Đây cây này thì nó có một cái điểm nhẹ này đó, nó cũng có ảnh hưởng nhẹ chút xíu đó, tầm khoảng 4 ngón tay của em chạy dài tầm gan đó, sành cứng ngắc à. Cái này thì mình có thử rồi à, cô chú và anh chị cũng yên chí, còn từ đó dài lên là ok hết, không có cái lỗi nào hết. Cây này là tự nhiên nha cô chú anh chị, cây này cái dáng trời tạo luôn, nó dáng rất đẹp ha. Cô chú anh chị cứ hình dung nó giống như cái hình chữ S. Đó, giống như một cái bản đồ Việt Nam luôn. Rồi cây mã số 8 là cây sari xưa. Cây này em cũng bao ship toàn quốc cho tất cả cô chú anh chị gần xa à, Hà Nội rồi em vẫn gửi cây đi được nha. Cây này em xin giao lưu cùng quý cô chú anh chị là giá là 10.500.000. Em bao ship toàn quốc cho tất cả cô chú anh chị gần xa là 10.500.000, là anh chị cứ ở tại nhà có người mang cây tới nhà cho cô chú và anh chị. Rồi tiếp theo là cây mã số 9E là một cây form vú sữa mơ, một cây form dáng bằng trà. Cây này thì khi em khai thác em bứng là em chỉ thấy cái mặt bông thôi, còn trái thì chủ nhà người ta báo là nó nửa trắng mà nửa tím ha, người ta mới gọi là vú sữa mơ đó. Thì cây này nói chung là anh em mình chỉ thương lượng về giá cả thôi, chứ chung đế á, là em bao đế đẹp. Cây đế đẹp lắm anh em ơi. Cây này là cây mã số 9E. Rồi em xin đo cái chiều cao để cho cô chú và anh chị hình dung nha. Dây mình nó 1,5 m nó tới đây. Thì từ đây lên đó tầm khoảng là 4 tấc nữa là nó rơi vào tầm khoảng là 1,9 m, 2 m trở lại quay đầu. Còn cái độ mà nó bay ra như vậy, cái độ nó bay ra như vậy là nó được 1,5 m. Còn đế là nói chung là miễn bàn cô chú và anh chị ơi. Cây này đế đẹp lắm. Mà cây này người ta báo cái trái nó đẹp lắm, trái vú sữa mơ. Cây cô chú anh chị đế nhìn thấy giống như đế sắp luôn á, đẹp lắm. Rồi để em đo cái hoành thân để cho cô chú anh chị hình dung ha. Rồi em đo vị trí trên cổ rễ nha. Có lộn thứ không ta? Rồi em đo vị trí này là nó được 1,01 m, mà em tính cho cô chú anh chị là 1 m nha. Hoành thân là 1 m. Cái đường kính bầu của nó, cái đường kính bầu của nó như vậy là được 1,24 m, 25 m. 1,24 m đi. Thì cái tổng cái bầu này nó rơi tầm khoảng là 3 m mấy nha cô chú và anh chị. Rồi em xin báo giá cây mã số là 9E. Cây này cây vú sữa mơ, form bằng trà.
Em giao lưu cùng quý cô chú anh chị gần xa là giá là 12 triệu. Em bao gồm cả phí ship toàn quốc, tất cả cô chú anh chị gần xa trong Việt Nam là em gửi cây đi được hết ha. Rồi tiếp theo là em mời cô chú anh chị vào cây mã số 10E. Cây mã số 10E này á, là cây form bonsai, cũng là cây vú sữa mơ. Hai cây này thì em giao lưu mua chỉ có một chỗ thôi, một chủ nhà. Đó, cây này thì nói chung là đế là cũng miễn bàn nha. Anh em chỉ thương lượng giá cả là lên đường thôi, còn đế là em bao hàng đẹp. Chiều cao nó được như vậy là 1m25. Hoành thân vị trí này nó được 1m16. Em đo trừ hao hết cho anh chị rồi nha. Rồi cái đường kính bầu nó được 1m20. Đúng luôn. Đấy đẹp lắm anh chị. Cây vú sữa mơ. Rồi cái này cho hỏi ra đang quay luôn. Anh chị mà có không gian dạy cây chơi bằng trà, còn cây này chơi bonsai là nó đẹp lắm nha. Đó, cây rất là đẹp. Rồi cây mã số 10E. Cây này em xin giao lưu cùng quý cô chú anh chị gần xa là giá là 10.500.000. Em bao gồm cả phí ship cho cô chú anh chị toàn quốc ha. Cô chú anh chị mà có không gian, có điều kiện mà lấy một cặp á, là em sẽ bớt một chút lọc lá, em cho đi một xe để cho anh chị dễ chơi ha. Vừa cây bằng trà vừa cây bonsai. Rồi em mời cô chú anh chị tiếp theo là cây mã số 11E. Cây này dáng này nó lạ lắm cô chú anh chị. Con này mình cũng không biết con gì nói ha. Về anh em cứ đặt cảm nghĩ đặt giùm em. Đó, được nguyên con thú. Cây này cây sọp nha anh em. Cái lá nó còn đây. Cây này anh em về trồng xong rồi anh em trèo lên ngồi cởi cũng bình thường ha. Đó. Cây này nó bự dữ lắm. Dáng nhìn thấy nó cũng lạ nghe cô chú anh chị. Đó, nhận cái cây này mà dáng nó đau như gì đẹp đẹp mình mới bắt về. Đó, có cây dáng rất là độc. Rồi em xin đo cái thông số của cái cây mã số 11E. Cái mình dài con thú như vậy nó được là 1m2. Mình dài con thú là 1m2. Hoành thân 60. Bốn giò có đủ nha cô chú và anh chị. Ở đây trước ba giò, con này nó đang chòm chân ngựa hí vậy nè. Rồi em thử cái giò trước thử để cho anh chị được hình dung ha. Cái chân trước nè. Chân trước hoành thân vị trí này nó 12 ha anh chị. Đó, hai chân nó cũng ngang ná nhau thôi. Rồi cây mã số 11 là cây sọp. Một cây sọp quái. Em xin giao lưu cùng quý cô chú anh chị là 4.500.000. Em bao gồm cả phí ship cho cô chú anh chị toàn quốc ha. Anh chị cứ ở tại nhà là có người mang cây tới nhà cho cô chú và anh chị. Rồi em mời cô chú anh chị tiếp theo là em có được hôm nay em về được cái cặp nguyệt quế lá sắn mà bông chùm. Cây này là cây mã số 12. Đó, cây này là chi tay nhạo cổ hết ha, kiển cổ. Cây này rất đẹp. Tại mấy cây này bây giờ em không lên được cái bằng quay nha cô chú anh chị. Bị gì nó bự quá, nó nặng quá cô chú anh chị ơi. Đó, cô chú anh chị cũng thông cảm giùm em ha. Một thân một cốt mà nó lắc tay thì nhạo. Rồi em xin hạo thử cây mã số 12E. Chiều cao nó rơi là tầm khoảng là 2m8, 2m7 nha cô chú anh chị. Em báo là em báo như vậy có thể là nó có hơn. Đó. Rồi cái tán ngang của em nói như vậy là nó được 1m2 đi. Tán ngang 1m2.
Hoành thang vị trí này em đo là nó 55. Đó. Cái đường kính bầu thì nó rơi tầm khoảng 70, đường kính bầu 70 nha anh chị. Đó, cây rất đẹp. Thì cái cây mã số 12E, cây này nó cũng có cái lỗi nhẹ, để em báo luôn cho cô chú anh chị được rõ ha. Thì chủ vườn người ta báo hồi xưa cây này trồng cặp bờ kinh sóng múc, rồi cái gào sóng múc người ta nó bị quất lát miếng da. Nhưng mà cô chú anh chị quan sát ha, cái độ này nó rất khỏe, nó rất mạnh. Đó. Nó chỉ có cái điểm đó ha. Đó, với cọng rễ này. À, cái này em xử lý là hết ngay thôi. Tay chân thì nó nhạo cổ hết. Cặp này đẹp lắm, cô chú anh chị mà có không gian lấy một cặp chơi là ok nha. Rồi cây mã số 12E. Cây này em xin giao lưu cùng quý cô chú anh chị gần xa là giá là 5.700.000. 5.700.000 ha. Em bao gồm cả phí ship cho cô chú anh chị toàn quốc. Tất cả anh em cô chú anh chị gần xa ở trong Việt Nam là em gửi cây đi được ha. Cây mã số 12E. Rồi em mời cô chú anh chị tiếp theo là cây mã số 13. Là cây nguyệt quế lá sắn bông chùm. 13E. Cây này bị nó bự lắm anh chị ơi, không lên nổi bằng quay ha. Rồi em báo cái chiều cao ha của chú anh chị. Chiều cao cây này nó cũng rơi tầm khoảng là 2m8, 2m7 nó lên quanh đâu đó. Đó, nhưng mà em báo là báo gì, cây này có thể có hơn. Rồi cái tán ngang của cái cây này nó rơi tầm khoảng 1m4. 2 cây này nó giống nhau nha anh chị, nó giống như hai giọt nước luôn. Nay về được 2 cây. Rồi em đo cái hoành thân vị trí này. 57. Hoành thân 57 ha anh chị. Cái đường kính bầu. Đường kính bầu vậy là nó được 71 như 70 đi. Hai bầu này nó bằng nhau à. Đế đẹp. Với em nhắc lại cho cô chú anh chị được rõ luôn là hai cây này là hai cây thần chậu nha. Đó, bởi thành thử ra mấy cây này chơi ok lắm. Cây giờ lên giờ xuống mấy lần rồi. Với cây này nó cũng có cái lỗi nhẹ ha, em cũng báo luôn, nó bằng khoảng cỡ khoảng 4 ngón tay em. Đó, nó chạy dài khoảng hơn gan. Đó, tới đây là hết nha cô chú anh chị. Đó. Nó cuốn cái mép lại rồi. Cây rất là khỏe. Cô chú anh chị quan sát ha. Đó, cây rất khỏe ha. Cây mã số 12 và 13, hai cây này nó giống giống nhau lắm anh chị. Rồi cây mã số 13E là cây này là cây nguyệt quế lá sắn bông chùm. Em giao lưu cũng với cô chú anh chị là giá là cũng 5.700.000. Em bao gồm cả phí ship cho cô chú anh chị toàn quốc ha. Anh chị có không gian lấy được một cặp, em bớt tí xíu lọc lá để cho anh chị về chơi kỷ niệm với em. Rồi cây mã số 13 là cũng cuối chương trình. Cuối chương trình em cũng cảm ơn cùng quý cô chú và anh chị kênh TTK Bonsai. Em xin chào cô chú anh chị, hẹn lại video sau. Xin chào ạ.